chỗ thừa sẽ phải cắt đi. Xin chào các bác, hôm nay tôi sẽ xin giới thiệu với các bác về một cách trồng cây bông lan phi điệp để cho nó có độ dài và kích thước ưng ý sau một năm trồng. Đây là thân mẹ của mùa trước khi trồng là dài, cái dài nhất là được 30 cm. Thân bụ mình muốn chọn cây bụ thì ngay từ lúc mua mình chọn cây mẹ để bụ. Đây, trồng thì sau một năm đến bây giờ thì đã được khoảng 9 tháng nhưng chưa thắt ngọn, ngọn vẫn có thể phát triển tiếp nhưng chắc cũng không dài nữa. Như này là cũng sắp xỉ thắt ngọn rồi, rụng lá chờ hoa. Thì nguyên liệu thì tầm đây, nguyên liệu thì đơn giản, cần một miếng gỗ lại mỏng như này. Và đây, trong này là phân tâu khô trộn trộn vôi để rất lâu, đó, 6-2-1 rồi. Còn này thì là một cái chậu sứ và sơ dừa. Sơ dừa đây, số lượng sơ dừa thì cũng chỉ cần tầm bằng này thôi. Đây. Thích nhiều thì trong bì khô kẻ, nhiều lắm. Nhiều thì nhét chặt lại, ít thì để cho nó nhét sơ sơ lại. Đây, khi mà muốn có được một miếng gỗ loại như này thì chúng ta có thể dùng cưa này, cưa tay được, không cưa máy thì cưa tay. Ở đây tôi được có hay dùng cưa máy gọi là cho nhanh. Chỉ thế thôi. Còn với đây cây phi điệp thì chúng ta nên ghép vào những mùa mà nó đã xuống lá hết rồi, xuống lá ghép vào sẽ chờ và để lên mọng thôi chứ nó không ảnh hưởng nữa. Như phi điệp vào mùa nghỉ không thối không sao cả. Mình kéo cắt sạch những cái dễ già phần này là cắt hết đi, để cũng chỉ để ngâm nước để thối thôi chứ không có tác dụng gì cả. Cái dây mà để chúng ta cố định vào cây vào cái gỗ này thì có thể là dùng dây tiêu chẻ tư đây như này, cái kéo này cắt tư ra này, cắt hai đằng. Hoặc là chúng ta dùng dây này, không có khoan không có ấy thì dùng dây buộc lại dây nhựa này. Nhưng mà gỗ to giò to thì chúng ta buộc dây dài, còn gỗ bé thì buộc dây ngắn. Ở bên này là sơn dừa nhiều loại, chúng ta thích như nào thì cắt lấy cho vừa. Cách làm thì đây, đầu tiên là lót ướt sơn dừa xuống dưới để nó kín ít chậu, úp được nửa được. Đến lượt là bỏ phân tro khô vào đây, phân tro khô bỏ thấp dưới sát đi chậu,
để đến khi mà cây lan nó rễ nó dài thì xuống nó mới hút phân. Còn khi mà rễ non mà đã vào phân thì có thể nó ảnh hưởng đến cây lan mà không những không phát triển mà còn thối hết rễ. Nên là phân chúng ta bỏ cái đít chậu ở xa cây lan ra. Phân trâu khô, hoai mục và trộn vôi để khá lâu rồi, nghĩa là đạt tiêu chuẩn hôi mục, hoai mục không còn nấm bệnh như thứ gì nữa. Khi đã bỏ dưới phân bỏ dưới thấp này thì bỏ nhiều cũng được, bỏ nhiều thì sau cây sẽ tốt đấy. Sau đó thì là sơ dừa chúng ta để lên trong này, để hết sơ dừa lên, kín chậu và cao. Cũng không cần chặt nó để thoáng thì nước nó tưới vào nó thoát đi. Cây hạn chế bệnh tật. Với cây trồng này thì có thể là 5 ngày chúng ta tưới một lần hoặc là 7 ngày cũng được, không cần tưới nhiều, rất là nhàn. Bây giờ thì cách để ghép cây cái giò rẻ phi điệp vào trên nguyên gỗ này thì chúng ta cũng cần là lót dừa lên trốc để khi mà rễ cây này nó ra một cái thì nó vào luôn dừa là có độ ẩm. Đấy, không là nó sẽ phát triển qua cái dừa này xuống dưới cái dừa này và xuống phân ở dưới. Và khi mà đến lúc chúng ta đã trồng được cái giò ưng ý như này rồi thì năm nay có thể là ghép lên lũa. Thì khi mà đến lúc ghép lên lũa thì chúng ta lại tháo ra và cắt phần gỗ ở dưới đi, phần rễ ở dưới đi và ghép ốp cả cái này lên những cái lũa mới thì cây sẽ không bị tổn thương, có thể không rụng lá ra hoa bình thường, mà đến lúc đấy thì sẽ đẻ đôi, có thuốc thì sẽ đẻ ba để chúng ta có một giò phi điệp đẹp sau một năm từ phi điệp rừng như này. Và là thân rừng sau một năm chúng ta sẽ lên lũa và được những giò ưng ý thân to. Khi mà đã to được thân to này mà chúng ta chuyển sang nó không bị tổn thương thì sang năm thân con sẽ xuất xỉ bằng thân mẹ, hoặc là có thể tốt thì có thể dài hơn, không thì ngắn hơn một chút thôi chứ nó không co lại nhiều. Đặt sơ dừa để chốc cái miếng gỗ nhỏ này. Này, tôi thì tôi hay dùng khoan, người thì dùng ghim, dùng đinh đóng khoan này. Khỏi đóng cũng được. Đấy. Đầu tiên là bắn cái dê tiêu này xuống một bên, bắn trước vào một bên. Cái này đinh này thì nó cũng rất là ít, không ảnh hưởng gì. Rồi là bắn đây. Thì như cái này thì tôi muốn nó cái giò năm sau nó sẽ to hơn nên là tôi ghép hai giò như này, hai cây. Hai cây thì có thể nó sẽ lên được 4 mậm, mùa tới lên được 4 thân mới chứ. Còn như bên này thì chỉ có 2 thân mới thôi. 2 thân mới với lại một kỳ bé nó mọc sau rồi gốc ngược nó trở lại để cho nó ăn phân thì cũng mập như thân mẹ nhưng mà nó ngắn, không dài lắm. Bên này thì bắn trước rồi, còn bên này lại thêm một cái nữa, bắn ghi vào bên này. Đấy, đấy.
được một cây rồi, rất là chắc chắn. Cái dây loại tiêu này thì nó có độ hơi giãn một tí, khi mà cây phi điệp hay là vỏ dừa này nó ngót thì là dây nó sẽ thít vào theo, không bị lỏng ra. Khi mà rễ ra đâu thì bám chặt vào dưới đấy, không bao giờ hỏng rễ. Cái cố định khi mà ghép, cố định chặt cái cây lan của giá thể rất là quan trọng. Đấy, còn một cây nữa thì chúng ta ghép vào đằng sau. Cái kia ghép bên trên rồi thì cái này ghép bên dưới. Đấy, thì đúng là cái hình dáng này. Khi mà đến mùa sau như này, chúng ta muốn cho lên lũa để cho nó thành một tác phẩm đẹp, chứ không ở trong những chậu này. Chậu này thì nó rất là quen mắt rồi, còn lũa thì sẽ đẹp hơn. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ thao tác y này, bộ rễ của nó sẽ còn ở trong cái phần sơ dừa trên và phần gỗ này, chúng ta cắt phẳng như này và đặt vào các cái lũa. Chọn thích cái lũa nào thì chọn cái đấy. Đấy, thế thôi. Còn nếu mà đây là tôi ghim bằng dây tiêu và ốc vít, nhưng nếu mà không có tiêu ốc vít thì chúng ta dùng dây nhựa này. Đấy, nhựa này thì nó lúc đầu nó rất chặt, nhưng nó không có cái tác dụng mà ngót theo cái độ ngót của sơ dừa và cây phong lạc. Đấy, thì dùng cái dây buộc này cũng được, nhưng mà nó không tốt bằng như thế. Còn nếu mà buộc bằng ốc vít đến lúc có thể là xoáy ngược ốc vít và tháo cái dây kia vứt đi, để cho một giò lan không còn liên quan gì đến sắt hay là dây dợi nữa cả. Dây buộc này cũng thế, cũng làm như thế được, cũng cắt đi là xong. Đây, không, nếu mà không có ốc vít, dây tiêu thì buộc bằng dây nhựa này được. Đấy, chỉ thế thôi. Còn trong chậu này chúng đấy tôi đã hướng dẫn rồi, ở dưới cùng là vỏ sơ dừa, xong rồi đến vỏ phân trâu đã hoai mục, thì bên trên này là lại vỏ sơ dừa tiếp, và phần này là hay cố định thế như này, cố định cái cây điệp mình đã vừa cố định vào gỗ để lên trên. Đấy, thì để hẳn cái phi điệp, gốc phi điệp nó cao hơn mặt chậu này, rất an toàn trong mùa mưa nhiều, nó cũng không bị thối, không bao giờ nước ngập lên gốc cả, nó trụi hết đi. Còn rễ nó sẽ ở dưới, còn không thì chỉ tưới như là mới ghép này thì tưới phun ẩm sơ sơ thôi. Còn đến khi cây đã lên mộng phát triển có rễ thì tưới khoảng 5 ngày tưới một lần, tưới đẫm như nước chảy. Bây giờ nước thấy chảy xuống đến dưới đít chậu này, nghĩa là cái giá thể trong đã ướt hết. Đấy, thì khi mà chúng ta đã làm được cái này thì giờ cố định đi cây này vào chậu, cũng dùng dây rút trắng, dây buộc trắng thôi, rất là tiện, kéo nó chặt vào đấy. Nếu mà chúng ta buộc cây to rồi, giò phong lan to thì có thể buộc vài dây, còn nếu mà ít thì buộc một hoặc hai dây cũng được, nhưng bên kia bé thì buộc có một dây thôi, mà cũng chắc. Bây giờ qua một năm rồi, đẹp bình thường. Đấy, như này đó. Nếu mà cảm thấy chưa chặt thì đây, dây này còn nhiều. Đấy, chúng ta nối vào buộc thêm một cái nữa, một hai cái. Lan thì đắt và quý, còn dây này thì rẻ, mua tính túi tính cân. Có thể luồn qua những cái điểm khuyết của chậu ở trong, lỗ chậu, hoặc là buộc trực tiếp ngay bên ngoài được. Bên ngoài thì nó xấu hơn nhưng mà nó nhanh, dễ. Đấy, thế thôi. Đây là rất là chắc chắn. Nhà tưới chỉ cần treo lên tưới nước, sau đó chúng ta sẽ được một giò lan.
đây là phần móc vẹo. Tôi thì luôn chọn cái loại tự móc tự làm này, tôi tự làm đấy. Làm đấy thì nó có cái tác dụng mà khi mình treo lên dàn dễ cố định. Đấy, mình xoắn lại như này. Mình buộc vào đây, buộc vào dàn như này. Thì nó sẽ không gió nó không bị rơi mà nặng, tưới nặng nó không bị oải, không bị rơi. Hoặc là những cơn rông cơn gió nó lắc thoải mái. Đấy. Kìm cố định chặt vào xong. Đây là móc buộc. Khi mà ở dưới này cũng thế thì phải cố định cái kìm bẻ không khác đầu lại chắc chắn. Khi mà cái giò này tưới nước vào nó sẽ rất nặng, có thể trọng lượng lên đến gấp đôi khi mà đang khô này. Sử dụng nó được rất nhiều nước, nó sẽ khô dần đi trong vòng 1 tuần, 5 ngày. Đấy, trọng lượng nặng gấp đôi. Đây là dây buộc các thứ chắc chắn. Đây như này, tôi đã ghép xong được một chậu lan và sau một mùa thì sẽ được như này. Có phân trâu và sơn dừa thôi. Có thêm một cục gỗ nhỏ. Vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Thì những cái phần này này tôi sẽ hướng dẫn vào những video tiếp theo. Cái này thì mình quả dừa cũng rất là đơn giản và cho hình dáng cây rất là lý. Vâng, xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những clip tiếp theo.